Rồi sao vậy? Tao quay đường đường chính chính thì ai quay lén đó. Đó, đó. Bữa nay là mùng 2 nè. Mùng 2 tháng 2, 2022. Ủa 2020. Rồi bà về luôn không? Bà nào thì làm cho anh bảy thủ cũng dầm đợi bà về đây cái gì hết đâu mày. Bà làm gì làm? Bà yên tâm đi. Bà yên tâm đi, cũng có xe cho bà về mấy con lạnh thôi.